cái bánh đẹp dễ sợ chưa. Mấy cái nhỏ nhỏ này nhìn dễ thương lắm nè. Phòng to giống như là cái bánh giò cháu quẩy bình thường thôi. Mình bóp cho các bạn xem cái độ giòn của nó nha. Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món mới, đó là làm giò cháu quẩy nhưng mà làm loại cấp tốc và mình làm bằng bột pizza. Bột này nè các bạn, thì mình mua cái bột này ở trong tiệm, trong chợ Trader Joe nè. Đó, thì cũng rẻ lắm. Một gói này là tương đương với lại 1 pound hay là 454 gram. Một gói này khoảng 1 đô mấy thôi các bạn, mà làm ra được nhiều cái bánh giò cháu quẩy ăn rất là ngon, mà đỡ tốn công, không có cần phải nhồi bột nữa các bạn. Tay của KT bị đau, bị thương, cho nên là mình suy nghĩ ra những cái cách nào mà mình làm cho nó tiện gọn mà mình không có dùng nhiều sức á. Thì đây là một trong những cái món mà mình thấy cấp tốc mà ngon. Thì bây giờ mình mua 3 gói, tức là 3 pound. Và bây giờ mình sẽ cán bột ra và mình làm bánh giò cháu quẩy nha. Rồi, trước hết mình cắt cái bịch bột ra. Cái gói bột này mình mua về và mình để ở ngoài nãy giờ cũng khoảng được 20 phút rồi nha các bạn. Giờ mình lấy cái bột ra. Cái thớt ở dưới này mình thoa một lớp dầu nha. Thoa một lớp dầu dưới đây đi cho nó đừng có bị dính đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cán bột. Cây cán bột mình cũng thoa một lớp dầu trên đây nha. Rồi, mình cán mỏng nó ra. Mình không cần nhồi lại nha các bạn, bởi vì bột này người ta đã nhồi cho mình hết rồi. Mình cắt nó cho cái miếng nó vừa y chang như lúc mà mình làm giò cháu quẩy vậy thôi. Cái ly nước này để mình để đây, để lát để mình ấn xuống cái bánh đó. Khi mà các bạn cắt á, ráng cố gắng cắt cho nó đều. Và lúc mình lăn bột á các bạn, mình cũng lăn cho nó đều. Thì trước hết á, là mình thoa một ít xíu nước lên đây. Rồi mình lấy cái cây này nè, mình nhúng vô trong cái ly nước, mình ấn nó xuống. Rồi mình để cái miếng bánh này lên. Lúc mà mình cắt cái miếng bánh này nè, mình cắt nó dày dày một chút nha, tại vì cái bột này nó sẽ thun lại, nó co lại. Rồi, ấn nó xuống. Thì cái bột này nè, nó dày á các bạn, mình lại ấy nó dày á. Bạn mà muốn cho nó hai bên nó tét, nó bung ra lúc mình chiên á thì mình ấn nó xuống như vậy. Đó, rất là đơn giản phải không ạ? Rồi mình làm cái kế tiếp. Đó. Mình làm những cái còn lại nha, và hai bịch bột còn lại. Rồi mình bắt một chảo dầu lên đây. Rồi mình cho cái bánh vào. Khi mà dầu cho nó vào thì mình chở nó. Nhớ đừng có để lửa cao quá nha các bạn. Lửa cao quá thì nó sẽ bị cháy trước khi mà nó vàng á. Nếu mà bạn vừa bỏ vô mà bánh nó vàng liền, nghĩa là cái dầu của bạn quá nóng nha. Đó, bạn nhìn thấy đẹp không? Nè, cái bánh đẹp dễ sợ chưa? Thank you.
Cái bánh đẹp dễ sợ chưa? Wow, cái bánh nó phồng to ghê nè các bạn. Cái này nó tách ra nè, tại mình chẻ nó hơi sâu á, nó tách ra nè. Nhưng mà cái bánh nó phồng lên, vàng và to, cầm không nổi luôn. Vàng và to lắm nè các bạn. Đó, ngon dễ sợ luôn á. Mấy cái nhỏ nhỏ này nhìn dễ thương lắm nè. Cắt nó ngắn lại á các bạn. Mà cái bánh nó nở ra đẹp lắm. Thì mình nhớ chỉnh theo cái lò của mình. Cái lò của mình là hiện tại là mình đang dùng lò lửa số 3. Bạn để cho dầu nóng lên. Nếu mà bạn vừa bỏ vô mà nó vàng hết bánh, nghĩa là cái dầu quá nóng, thì cho nên là mình phải hạ nhiệt độ lại. Lò của mỗi gia đình thì nó khác nhau. Mình cũng thử nhiều loại bột bánh pizza khác nhau rồi, nhưng mà mình thấy loại của Trader Joe's là ngon nhất nha. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Giờ cháo quẩy làm bằng bột pizza. Các bạn thấy nó phồng to, nhìn ngon chưa nè. Và nhìn cái bánh á, ở phía trong các bạn thấy nó xốp lắm. Đó. Thì nó cũng giống như là cái bột mà mình nhào bột, nhưng mà tốn thời gian mình nhào và mình phải ủ á các bạn. Thì cái cách này là làm nhanh chóng, cấp tốc cho bạn nào mà không có thời gian á. Không có thời gian mà thèm giò cháo quẩy á, thì đây là cái cách nhanh chóng nhất nha. Đó, mình làm hai loại, loại ngắn và loại dài nè các bạn. Mình ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Cho các bạn xem cái bánh nè. Nó cũng phồng to giống như là cái bánh giò cháo quẩy bình thường thôi. Thì mình bóp cho các bạn xem cái độ giòn của nó nha. Đó. Thì mình để nãy giờ lo chụp hình quay phim. Mời các bạn nha. Bạn nghe độ giòn của nó không? Nó giòn rụm luôn. Cho các bạn xem phía trong nha. Đó. Bạn muốn bánh ra đẹp hay không á, giống như mình nói lúc nãy á, là lúc mình cán bột á, mình đừng có để cho nó dày quá, nó mỏng mỏng, và lúc mình cắt bột, cái bột này nó thun lại, nó co lại á, cho nên là mình cắt cái khoảng cách khoảng gần một inch, khoảng 2.5 cm, thì nó co lại thì cũng vừa rồi. Thì mình ấn xuống á, nó ra rất là đẹp luôn nè. Quá là ngon luôn nè. Cái bánh này á, nó có cái vị mặn mặn, giống như là cái giò cháo quẩy của mình vậy đó. Và như mình nói lúc nãy nha các bạn, là các bạn phải mua đúng cái loại bột á thì mình làm mới ngon. Mình mua không đúng loại bột á, có loại bột pizza mình ăn chúng nó sẽ bị chát chát á, cái lưỡi á. Còn cái lò bột này là không có vị chát gì hết. Nó chỉ có cái vị mặn mặn, nhẹ nhẹ của cái loại bột pizza. Và cái vị mặn đó là trong cái giò cháo quẩy cần có. Cho nên là cái loại bột này mình thấy là cháo bột này là ngon nhất. Cái bánh này nè, nó hay một cái là ở ngoài á, nó giòn. Ở trong á, các bạn thấy không? Nó có cái độ xốp của nó và có cái độ dai của cái bột á các bạn. Cho nên là mình thấy rất là hoàn hảo. Nếu mà cái bột ở nhà mình làm 10 điểm thì cái này là 9.5 điểm. Cái này rẻ lắm, mấy bạn mua 2 gói, 3 gói có 3 đô mấy thôi, rồi về làm quá trời nhiều luôn, nhiều lắm. Nhà bạn nào mà có tiệc á, bạn có thể làm cái này cho vui nè. Người lớn hay trẻ em đều thích ăn luôn. Nhóc Jayden rất là thích ăn cái này. Jayden nó là đạo pizza, cho nên là nhà mình lúc nào trong tủ lạnh cũng có bột pizza hết các bạn. Mình biết sẽ có bạn sẽ hỏi mình. Hôm bữa mình có chia sẻ cái cách làm pizza ở nhà, làm pizza cấp tốc ở nhà, thì sẽ có bạn hỏi mình làm cái loại này được hay không. Tại cái này bạn dễ tìm hơn, cái này tìm ở đâu chợ nào mình cũng thấy có bán hết.
Còn cái loại bột này thì ở Trader Joe á, cái đó là của người ta thì người ta bán. Mình thấy bên Texas cũng có nha, còn những tiểu bang khác thì mình không biết là có cái tiệm này hay không, có chợ này hay không. Nhưng mà cái loại này mình chiên, mình ăn mình thấy nó không ngon bằng, bởi vì nó không có cái độ dai và nó cái độ giòn của nó cũng không bằng cái loại bột này luôn. Và ở phía trong của nó là nó xốp nhưng mà nó không có rỗng ruột. Cho nên là mình thấy cái loại này ăn được thôi chứ nó không có ngon bằng cái loại bột này. Các bạn ơi, mình tạm thời chia tay các bạn ở đây, mình đi ăn tiếp nha. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nè. Nếu như bạn có thắc mắc gì xin để comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Và nếu như bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của KT, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông, bạn bấm vào cái chuông đó và bấm chữ O, tức là cho tất cả, thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình upload lên một cái video mới hay mình chia sẻ những món hàng giảm giá cực mạnh. Mà nếu như bạn bấm nút subscribe rồi và nó đã nổi màu xám lên rồi thì đừng có bấm nữa nha. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.